Ok, và mình chào các bạn nhá. Hôm nay mình bắt được rất là nhiều những loài cá cảnh nước ngọt siêu to khủng lồ đấy các bạn. Mình bắt được mấy cái chậu cá đầy luôn nhá. Đây các bạn này, cá này rất là nhiều những loài cá đẹp nhá. Còn đây là cái khu chăn nuôi của mình nhá các bạn. Có hai cái bạn thỏ đang ăn rau nhá. Xịn luôn đi. Ấy, thỏ đây các bạn ơi. Hai con thỏ này xinh nhỉ. Oh my god luôn. Bây giờ mình sẽ thả cá vào trong cái bể nuôi cá các bạn nhá. Đây cá koi này. Rất là nhiều những con cá chép nữa nhá các bạn. Đấy, cá koi rất là nhiều màu sắc nhá. Nhiều không các bạn ơi, mấy nghìn con cá liền nhá. Ok, đẹp không các bạn, cá koi rất là nhiều màu sắc các bạn. Cá koi thuộc loài cá cảnh nước ngọt nhá, cho nên là cá koi nó đẹp như vậy nha các bạn. Ok, và bây giờ mình thả cá vào bể rồi mình sẽ đi bắt cá các bạn nhá. Ok, các bạn ơi, cùng mình đi bắt cá nhá. Ở cái mương thoát nước này có cá nhá các bạn. Có nhiều những con cá siêu to khổng lồ đây này. Ok, và bây giờ mình cùng bắt cá nhá. Đấy, cá đây các bạn. Cá koi này, cá chép các bạn nhá. Rất là nhiều những con cá đầy màu sắc nhá. Hôm nay đi bắt cá mình mang theo cái chậu đựng cá này các bạn. Cái chậu có cái màu xanh luôn nhá. Ok, bắt cá là các bạn ơi, đấy, cá đấy, nhiều cá lắm nhá. Đây con cá này, con cá chép này các bạn. Con cá chép phụng đuôi dài nhá. Đấy, ok, mình bắt được một con cá rồi nhá. Các bạn ơi, ok. Ở cái mương thoát nước này vẫn còn rất là nhiều những con cá các bạn ơi. Đấy, còn 3-4 con nữa đây này. Đấy, 3-4 con cá liền đấy. Con cá chép này có cái màu đẹp quá đây này. Ơi, hịn hò luôn đấy nhá. Oh my god. Ô, con cá koi này đẹp quá, con cá koi này không có vảy luôn đây này. Đấy, cá koi đột biến nhá. Cá koi đột biến siêu to khủng lồ nhá. Đấy, xịn xò luôn. Các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh, một like video nhá. Rồi, mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Ok. Oh my god, còn nhiều cá lắm các bạn ơi. Đây còn hai con cá nữa đây này. Đấy, con cá chép koi có cái màu cam cam này đẹp đây này. Đấy, xịn luôn. Ok, mình bắt được 4 con cá rồi nhá. Ôi, ở đây còn con cá nữa đây này. Con cá này đấy, con cá này con cá đột biến nhá. Cá koi đột biến không có phải luôn đây này. Ôi, xịn xò luôn. Ok ok. Ấy, oh my god, mình bắt được 6 con cá rồi nha mấy bạn ơi. Ok, mình sẽ đi men theo cái mương thoát nước để bắt cá nữa nhá. Ở đây các bạn này, con cá này to lớn đi này. Ui, con cá này con cá koi nhá. Con cá koi này siêu to khổng lồ đi này. Con cá koi này đẹp đây này. Úi giời ơi. Ở cá koi mà to bằng con mèo luôn nhá. Ai chà chà, con cá koi này có cái màu cam của cái củ cà rốt mà cái bạn thỏ hay ăn này. Ôi đẹp lắm nhá. Đấy, nó bự này. Ai à, dạ, đấy. Mình cho con cá koi này vào trong cái chậu đựng cá luôn nhá. Đấy các bạn ơi, mình bắt được một chậu cá rồi đi này. Mình sẽ đi men theo cái mương thoát nước để bắt cá nữa nhá. Ở cái mương nước này có rất là nhiều cá đấy các bạn ơi. Đây con cá này, con cá vàng này. Con cá vàng này đẹp quá đây này. Con cá này thuộc loài cá hồng két vàng nhá các bạn ơi. Ở cái mương nước thì vẫn còn rất là nhiều cá nhá. Còn rất là nhiều cá đấy các bạn. Đấy, ok. Mình bắt được cá hồng két vàng rồi nhá. Đấy các bạn, con cá vàng này. Ôi đấy đẹp đây này. Con cá vàng nhá. Ô kìa, xịn xò đây này. Oh my god, đẹp quá. Con cá vàng là xịn này. Ok, đấy, úi dồi ôi. Ở cái mương này còn còn cá nữa các bạn. Đây con cá này, con cá gì nhỉ? Con cá rô phi này các bạn này. À đây 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 đây, đây. Con cá rô phi đây này. Đấy, ôi xịn nha. Cá rô phi đây này các bạn này. Đấy, cá rô phi có cái màu tím nhá. Rô phi thuộc loài cá rô phi đơn tính nhá. Ok. Ok luôn. Ở cái mương thoát nước thì vẫn còn rất là nhiều cá nhá các bạn. Đây các bạn. Con cá đẹp quá đây này. Con cá này là con cá koi có cái màu bò sữa đây này. Ôi trời ơi, xịn xò luôn. Đấy, cá koi đẹp quá nhỉ. Con cá koi này có cái màu bò sữa nhá. Ok, xịn không? Ồ, con cá này có cái bụng tròn xoe luôn. Ok. Đấy, úi trời ơi, xịn nha. Đấy các bạn ơi, mình bắt được một chậu cá đầy rồi đây này. Ok, ở cái mương thoát nước thì vẫn còn cá nhá. Để con cá này, con cá chép nha các bạn. Cá chép siêu to khổng lồ đây này. Cá chép thuộc loài cá nước ngọt nhá. Đấy, con cá này xịn quá đây này. Có cái màu xanh quân đội nhỉ. Ôi đẹp quá. Xịn quá đây này. Ôi dùi ấy. Ok, mình bắt được rất là nhiều những loài cá rồi nha các bạn. Ok, mình sẽ đi men theo cái mương thoát nước kéo dài này để bắt cá nữa nhá. Ở đây mình phát hiện ra có một con cá chim nhá. Ở cái mương nước này có cá chim này các bạn này. Đây con cá chim này to lớn đấy này. Bự nhá. Ái chà chà. Ái chà chà, con cá chim nhá. Ồ, con cá chim này bự nhỉ. Có cái màu tím tím đấy này. Đấy, cá chim thuộc loài cá nước ngọt nhá. Mà con cá chim này cứ bị đẹp đây này. Đấy, xịn xò luôn. Ok. To nhờ. Đấy, bự không, bự không. Đấy, cá chim siêu to khổng lồ nhỉ. Các bạn ơi, ở cái mương thoát nước này mình vẫn còn thấy rất nhiều cá nhá. Đây các bạn ơi, con cá này, con cá chép koi này. Đấy, con cá chép koi này có cái màu vàng luôn nhá. Ok à, hịn đi nè. Hôm nay mình bắt được rất là nhiều những con cá mà có cái màu vàng rồi đấy các bạn này. Ở cái mương này còn hai con cá màu vàng nữa nhá. Ok, xịn luôn. Ở đây còn con cá màu vàng ở đây này. Ôi đây này, con cá màu vàng này đẹp quá đây này. Cá vàng đấy các bạn ơi. Ok. Ok luôn. Đấy, cá vàng luôn nha. Cá koi nha. Đây còn hai con cá màu đỏ nữa. Ôi trời ơi.
Mình bắt được nhiều cá quá rồi các bạn. Một chậu cá đầy rồi đi này. Ở đây còn hai con cá nữa đi này. Hai con cá này đẹp quá đi này. Một con có cái màu đỏ, một con có cái màu cam cam nhá. Đẹp quá. Xin chào luôn. Ok, ok. Các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh, một like video nhá. Đây con cá chép phụng có cái màu cam cam này này. Đẹp luôn. Xịn xò luôn. Oh my god, đây con cá này đẹp quá thế này. Có cái màu cam cam luôn nhá. Ok, mình sẽ đi men theo cái mương nước để bắt cá lứa nhá. Ok. Đấy, một chậu cá đầy rồi đây này. Rất là nhiều những loài cá lớn nhá. Đây con cá vàng này đẹp quá thế này. Xịn xò luôn. Ok, đi nào bạn ơi. Lên báo cá liên tục luôn nhá. Ở đây mình ở cái mương nước này nhá. Mình phát hiện ra có ba con cá nữa nhá. Đây con cá này đẹp quá thế này. Con cá này con cá chép có màu đỏ với màu trắng đây này. Ôi trời ơi, xịn xò luôn. Oh my god, đẹp thấy. Ok, đây còn con cá nữa này. Ôi nhiều cá quá các bạn ơi. Đấy, xịn không nào? Xịn xò luôn. Ok. Ok. Ôi, ở đây còn con cá. Ô, con cá này đẹp đây này. Con cá này có cái màu bò sữa nữa đây này. Ôi trời ơi. Con cá này thuộc ngoài cá koi nhá. Cá koi thuộc ngoài cá cảnh nước ngọt cho nên là cá koi rất là đẹp như vậy nha các bạn. Đa dạng như màu sắc đẹp nhá. Đấy con cá koi này đẹp quá đây này. Ôi xịn luôn. Đấy, ồ các bạn ơi, đấy mình bắt được một chậu cá đầy rồi đi này. Đẹp luôn. Ở cái mương nước này vẫn còn cá nhá. Đây các bạn ơi, ở cái mương nước này các bạn còn một ổ cá nữa đây này. Ôi ôi, bốn con cá liền nhá. Ôi giời ơi, không phải tới công chuyện lên rồi. Con cá này là con cá gì mà đẹp thế nhở? Rồi, con cá chép nhá. Con cá chép này có cái bụng tròn tròn như con heo đất luôn. Ôi thôi, xịn xò luôn. Ok. Ồ các bạn ơi, ở đây mình phát hiện ra có một cái bạn thỏ này. Ô cái bạn thỏ với một con đỉa nhá. Một con đỉa hút máu đi này. Ôi trời ơi. Con đỉa đấy các bạn ơi. Rồi rồi, cái cũng chuyện rồi. Ở đây có cá koi màu vàng này. Con cá koi này có cái màu vàng này to lớn đi này. Đấy, cá koi có cái màu vàng luôn nhá. To không? Cá koi siêu to khổng lồ đấy. Xịn xò luôn. Ok à. Con cá gì mà có cái màu đen xì đây này. Ôi trời ơi. Con cá chép màu đỏ luôn đây này. Xịn xò luôn. Đây con cá chép rồi có cái màu đỏ luôn đây này. Ở cái mương thoát nước thì vẫn còn rất là nhiều cá nha các bạn. Đây con cá chép đây này. Cá chép màu đỏ luôn nha. Cá chép màu đỏ màu đen này. Đấy cá chép nó rất là nhiều màu sắc như vậy nha các bạn. Đây con cá chép koi nha. Đấy. Ô kìa. Nhảy giỏi thế nhở. Đấy các bạn ơi, mình bắt được một chậu cá đầy luôn rồi đây này. Các bạn rất là nhiều những con cá chép này. Cá koi này. Cá rô phi này. Cá chim này. Rất là nhiều những con cá lớn nhá. Các bạn ơi. Ok. Bây giờ mình sẽ đi men theo cái mương thoát nước để đi về nhá các bạn nhá. Đi về nhà nhá. Rồi mình sẽ quay lại quá trình thả những con cá này vào trong cái bể nuôi cá của mình cho các bạn xem sau nhá. Ok, ok, đi nào các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đem những con cá này mang về nhá. Các bạn ơi, mình đã thả những con cá này vào trong cái bể nuôi cá của mình rồi nhá các bạn. Đây này, đây là cái bể nuôi cá của mình nhá. Bên trong cái bể này có hàng nghìn con cá liền nhá các bạn. Đây con cá koi bướm này, rất là nhiều những con cá đầy màu sắc luôn nhá. Con cá koi bướm này to lớn nhá, bự nhá. Ok. Ồ các bạn ơi, đây 2 3 ba con vịt nhá, ba con vịt đang tắm này các bạn. Ok, đây là cái khu chăn nuôi của mình nhá. Bây giờ mình sẽ quay lại cái khu chăn nuôi của mình cho các bạn xem nhá. Các bạn đừng quên cho mình xin một like nhá. Rồi đây là ở cái nhà con thỏ này, con thỏ đâu nhở? Ok kìa, cái bạn thỏ đi chơi rồi. Ok kìa. Ô cái bạn thỏ đây, các bạn thỏ rồi. Đây các bạn ơi, con thỏ này. Rồi cái thỏ này đây, thỏ đây này. Ok kìa, các bạn thỏ nhá. Rồi thế thì ok. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đến chỗ con thỏ nhá. Ơ cái con thỏ đi đâu rồi nhở? Oh my god, con thỏ này. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ bắt con thỏ cho các bạn xem nhá. Các bạn ơi, ok. Con thỏ đi chơi mất tiêu rồi. Ok. Rồi và bây giờ mình sẽ quay đến chỗ cái khu chăn nuôi cá của mình nhá. Các bạn ơi, đây là ba con vịt này, đây là cá này. Ok, à đây là cái đi CC ra này có cái bể nuôi rùa nhá. Các bạn, đây là cái bể nuôi rùa của mình đây này các bạn này. Đấy, rùa nhá. Hai con rùa nhá các bạn. Đây là cái bể nuôi rùa của mình nhá. Có hai con rùa đây này. Đấy, con rùa có cái mai màu xanh này thuộc loài rùa tai đỏ nha các bạn. Rất là đẹp luôn nha. Còn con rùa mà có cái mai tròn tròn này là con rùa vẽ đông nha. Cái loài rùa vẽ đông rất là đẹp như vậy nha các bạn. Ok, và bây giờ mình sẽ quay đến chú con thỏ ra xem con thỏ nó đi chơi về chưa nha. Các bạn nha. Ok, rồi bây giờ đến chỗ con thỏ xem là thỏ đi chơi về chưa nào. Ok. Ồ các bạn ơi, con thỏ đây đây. Con thỏ đây. Con thỏ này là con thỏ mà có cái màu trắng hay màu đen này. Con thỏ lông dài nhá. Bây giờ mình sẽ đi tìm con thỏ lông ngắn nhá. Ở đây con tôm này các bạn. Con tôm hùm Alaska nhá. Ai à, tây thế nhờ. Tôm hùm Alaska luôn đấy. Ồ các bạn, hôm nay mình bắt được nhiều cá lắm. Rất là nhiều những con cá nước ngọt siêu to khổng lồ nhá. Cá koi, cá chép này. Rất là nhiều cá luôn nhá. Ok, à đây rồi các bạn ơi. Cái bạn thỏ,
Cái bạn thỏ đi chơi về rồi nhá. Bây giờ mình sẽ đến chỗ cái bạn thỏ nhá. Ok. Rồi cái bạn thỏ này. Cái bạn thỏ lông trắng này đẹp đây này. Xịn sò luôn. Cái bạn thỏ lông ngắn đâu nhở. Ok, đi đến cái chỗ cái bạn thỏ lông ngắn này. À đây các bạn. Chuột đi chơi về rồi nhá. Đây này các bạn, chuột đây này. Đây là những con chuột nhá, chuột hamster đây. Hamster thuộc loài chuột cảnh nhá. Nghe hamster nó rất là tây luôn nhá các bạn. Bốn con chuột nhá. Đây là hamster nhá. Ok. Chuột hamster đây các bạn ơi. Ok. Rồi mình xem bạn thỏ đi chơi về chưa nào. Ok, cái bạn thỏ đâu rồi nhở? Rồi các bạn thỏ nhá, đến chỗ các bạn thỏ xem nào. Các bạn thỏ đâu rồi nhở? À đây. Ok kìa, các bạn thỏ chơi trốn tìm kỹ thế nhở? Tưởng đi chơi đâu rồi mà. Ở đây các bạn thấy con thỏ nhá, con thỏ lông ngắn nhá các bạn. Đẹp nhá. Rồi. Ok, đấy, rồi lại đi đâu mất tiêu rồi. À đây. À dạ thôi. Đây con thỏ nhá các bạn, con thỏ này hơi bị đẹp luôn nhá. Mình rất là thích con thỏ này nhá, nó có cái màu vàng cát luôn nhá. Rất là đẹp luôn nhá. Ok đấy, cái thỏ đang ăn rau nha các bạn. Đang ăn rau đấy, ăn rau muống nhá. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi tìm kiếm các con vật thú cưng ấy nhá. Rồi mình cũng sẽ đi bắt cá luôn nhá các bạn. Ok, đấy, đây là cái khu chăn nuôi của mình nhá. Rất là xịn sò đấy các bạn. Mình sẽ đi dọc cái mương nước để bắt những con cá chê nhá. Cá chê nó ở cái mương nước thì có rất là nhiều cá chê mắc cạn đấy các bạn ơi. Đây con cá chê đây này. Cá chê thuộc bộ cá da trơn nhá. Được ngoại lai từ đất nước Indonesia các bạn ơi. Con cá chê này lớn đấy này. Có cái màu đen luôn nhá. Cá chê lai các bạn ơi. Ô nó bự này, to lớn này. Xịn sò con bò nhờ các bạn. Ok. Rồi mình sẽ đi dọc cái mương nước để bắt cá tiếp nha các bạn ơi. Để cá chê nữa đây này các bạn. Rất là nhiều luôn đấy nha. Ấy nó bơi kìa. Ấy ui giời ơi, rất là nhiều luôn này. Con cá chê này có cái màu trắng này các bạn. Cá chê đột biến à? Có cái màu trắng luôn hè. Ấy ui như cái dâu kìa. Như dâu con rồng bay trên bầu trời luôn. Có cái màu trắng bạch tạng luôn đấy các bạn. Cá chê trắng bạch tạng nha. To các bạn ơi, bự đây này. Siêu to khổng lồ đó các bạn. Ui. Bên trên cái mương vẫn còn rất nhiều cá chê nữa các bạn ơi. Đấy, còn nhiều nhá. Còn rất là nhiều nữa các bạn ơi. Đấy, đây này. Ui, xịn xó ấy. Ok, và bây giờ chúng ta cùng bắt và thu thập hết mang về nhà nha các bạn ơi. Đấy, các bạn ơi, đây là cái khu nuôi cá chê của mình nhá. Đấy, đây là cái khu nuôi cá chê của mình nhá. Cái bể nuôi cá chê của mình nhá các bạn. Đây này, rất là nhiều luôn này. Mấy trăm con cá chê luôn các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ quay lại cái bể cá chê của mình cho các bạn xem này. Đấy, cá chê đấy các bạn, mấy trăm con liền nha. Ui dồi, xịn xó. Xịn xó con bò to không các bạn. Ok, và bây giờ mình sẽ bơm nước vào nha. Mình bơm nước vào cho cá chê nó thở đấy các bạn ơi. Ok, cá chê nó to lắm nhá các bạn. Con cá chê này bự lên này. Ui dồi, ui nó to này. Siêu to khổng lồ luôn các bạn ơi. Đấy, cá chê mà to bằng con heo đây các bạn ơi. Không đùa nha. To rồi đấy. Ok, các bạn ơi, mình đang bơm nước vào nha. Mình bơm nước vào cho cá nó thở nha các bạn. Đấy, mình đang dùng cái vòi nước để bơm nước vào nhà. Rồi bọn mình giờ đi bắt cá tiếp nha các bạn ơi. Mình sẽ đi bắt rất là nhiều cá và thu thập rất là nhiều cá cho các bạn xem nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi bắt những con cá nhiều màu sắc đấy nha các bạn. Ok, rồi đi nào bạn ơi, chúng ta đi bắt cá tiếp nào. Đây, cá này các bạn ơi, cá đây này. Cá koi nha. Cá koi nha các bạn ơi. Đấy, cá koi thuộc loài cá cảnh các bạn ơi. Cho nên là cá koi nó có rất là nhiều màu như vậy các bạn ơi. Đây, cá koi bướm nha. Bạn ơi, cá koi nó có rất là nhiều loài nha các bạn. Cái bạn cá koi này thuộc loài cá koi bướm nha các bạn. Một chú rồi nha. Ui, cái bạn cá này có cái màu trắng như này. Đấy, xinh nhờ. Ok. Vậy là mình đã bắt được hai chú koi cá koi bướm rồi nha các bạn. Ok. Let's go nào. Chúng ta đi dọc cái mương nước để bắt cá tiếp nhá. Ui. Còn rất nhiều các bạn ha. Đây này. Còn nhiều nha. Ui, cá gì đây, là nạn đây này. Cá lạ đấy các bạn này. Ui. Cái bạn cá chim này. Ô, xịn nha. Cá chim thuộc loài cá săn mồi nha các bạn. Đấy, ui. Cá koi này các bạn này. Cái bạn cá koi này có hai màu luôn đây này. Ui đẹp nhỏ. Ui xui. Xinh nha. Ô chà là. Ui cái bạn cá này đẹp đây này. Là. Ok. Còn nhiều nhá các bạn. Còn rất nhiều nhá. Ui cái bạn cá này có cái màu vàng đây này. Đẹp đây này. Xịn này. Ô dễ thương nhá. Ui. Ô kìa còn rất nhiều nhá các bạn. Cái bạn cá này có cái màu cam này các bạn này. Đây. Cá koi bướm đấy các bạn. Ôi xui. Xinh nhờ. Ok let's go nào. Để mình đi dọc cái mương nước này xem nào. Ui. Còn rất là nhiều các bạn ha. Đây. Đấy. Ô chà la các bạn. Đây này. Ấy. Ui xui. Cái bạn cá này đẹp đấy này. Bạn ơi con cá này thuộc loài cá ba đuôi nha các bạn. Ui. Cái bụng tròn xoe như con heo luôn đây này. Ui xui. Dễ thương nhá. Ok. Một thùng cá đầy rồi các bạn. Vẫn còn rất nhiều nhá. Bạn ơi. Cá chép lai coi này các bạn. Cái bạn cá chép lai coi này đẹp đấy này. Có cái màu đỏ đó đấy.
cái loài cá chép lai coi thường nó sẽ có cái người dài dài như vậy các bạn ạ. Bơi rất giỏi luôn, có rất là nhiều sức khỏe luôn. Ui, ấy da, đấy bạn ơi, đấy, có cái màu đỏ rất là rực rỡ luôn đấy các bạn. Xinh nhờ, bạn ơi. Vậy là mình đã bắt được rất là nhiều cá coi rồi các bạn, cá coi này, cá chép này, cá chim này các bạn. Rồi và bây giờ chúng ta đi tìm kiếm thú cưng nữa các bạn ha. Ok, let's go bạn ơi. Ok, vẫn còn cá kia bạn kìa. Ui, còn nhiều nhá. Cái bạn cá này, cái bạn cá màu đỏ này thuộc loài cá chép nha các bạn. Đấy, cá chép đây này các bạn này, cá chép đỏ luôn ha. Ui, xinh nhá, ui đẹp nhá. Ấy, xịn nhá, xịn nhá. Ui, dễ thương nhá. Có cái bụng tròn xoe cho con heo luôn đây này. Cá chép đỏ là các bạn, đẹp nhá. Đấy bạn ơi, một thùng cá này rồi là các bạn này. Ấy, ui, dễ thương nhá. Ok, let's go bạn ơi, chúng ta bây giờ đi tìm kiếm thú cưng nhá. Ok. Ái già bạn ơi. Cái bạn rùa này bự đây này. Ai ra bạn ơi, cái bạn rùa này thuộc loài rùa common có cái size rất bình luôn các bạn á. Siêu to khổng lồ đây này. To nha, to lớn nha, bự đây này các bạn này. Cái bạn rùa này. Rùa common hay thường gọi là rùa common cá sấu nha các bạn. Có cái đuôi giống cái đuôi con cá sấu nên thường gọi là rùa common cá sấu nha các bạn ơi, to lớn nha. Đấy các bạn rùa này rất là thông minh đấy các bạn á. Ui. Siêu to khổng lồ đấy các bạn ơi, bự không? Đây ba chú rùa này. Hello ba anh em nhà rùa nha. Đấy, to có nhỏ có các bạn ha. Đấy, rùa common này, rùa tai đỏ này, rùa vẽ đông này các bạn này. Đấy, dễ thương không? Hơi đẹp không các bạn ạ? Ok, let's go bạn ơi. Đây mình bắt được rất là nhiều những cá các bạn ơi. Vịt nữa này các bạn này. Bây giờ mình sẽ thả những cái bạn cá vào cái bể nuôi cá của mình nhá. Cá koi có cái màu đỏ nữa các bạn ạ. Đây mình bắt được rất là nhiều các loài cá khác nhau các bạn ha. Bây giờ mình sẽ thả hết vào cái bể nuôi cá của mình cho vịt con bơi cùng cá vàng luôn đấy các bạn. Cá chim này. Đấy các bạn, cá chim này xinh này, đẹp này. Đấy. Cá chép thì có rất mình bắt được rất là nhiều các bạn ha. Đây cá chép đỏ đây này các bạn này. Đẹp không? Các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Ok, thank you các bạn rất nhiều luôn. Cá coi này các bạn này. Đấy, cá coi đây. Dễ thương nhờ các bạn nhờ. Đấy. Ai thỏ này. Đấy, giờ ăn đến rồi. Bạn ơi, đấy. Thỏ con đấy các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cho thỏ con ăn nhá. Bạn ơi, mình tìm kiếm được chú thỏ lông ngắn nhá các bạn. Thỏ này thuộc loài thỏ lông ngắn nhá các bạn ơi. Rất là đẹp luôn nhỉ. Có cái màu vàng cát luôn các bạn ạ. Hơi dễ thương luôn đấy nhỉ. Ôi, các bạn nè, thỏ này xinh lắm đi. Bạn ơi, đây mình bắt được rất là nhiều những thú cưng các bạn, những con vật dễ thương nhá. Bây giờ mình sẽ quay lại cho bạn xem nhá. Ok. Đấy, bạn thấy con thỏ này có xinh nào? Đây là xinh luôn nha các bạn ơi. Ok đấy các bạn ơi, chúng ta đi tìm kiếm thú cưng tiếp nha. Ui, bạn ơi. Mèo ơi, mèo này. Mèo lông xù đấy các bạn ơi. Cái bạn mèo này xinh như này. Dễ thương nha các bạn nha. Đấy, mèo lông xù đấy các bạn. Bạn ơi, hai chú mèo này nha. Hai cái bạn mèo này dễ thương như này. Ấy, chúng ta đang chơi đùa với nhau đấy các bạn ơi. Nhá. Thank you các bạn rất nhiều luôn. Ok. Xịn sò nhá. Ui. Ấy bạn ơi. Đấy mình tìm kiếm được cả thỏ này các bạn này. Bây giờ mình sẽ cho cái bạn thỏ này ở đấy chơi đùa với này, hai cái bạn mèo này nhá các bạn. Đấy, thỏ với mèo nhá. Chúng nó rất là ôn hòa với nhau không? Với nhau các bạn ha. Đấy. Giờ ăn đến rồi. Ấy bạn ơi. Mình vừa đi lấy thêm rau và cho chuột ăn, thỏ ăn các bạn ơi. Ấy ok, cái mèo nữa kìa, gà nữa đây các bạn này. Gà này, con gà chê này các bạn này. Ôi xịn xó ấy. Đấy thỏ đấy các bạn. Thỏ đang ăn rau nhỉ. Thỏ là loài động vật rất là dễ thương các bạn ơi. Ngoài ăn củ cà rốt ra thì nó rất là thích ăn rau cỏ các bạn ơi. Đấy thỏ đấy. Đấy thỏ chuột lang nhỉ. Mèo nữa kìa. Con mèo đang ở trong nhà gỗ kìa. Xịn xó con bò nhỏ các bạn. Ok. Ok và bây giờ đấy có con gà này các bạn này, gà chê này. Con gà nó vừa mới ấp lở được một đàn gà con các bạn. Ơi xịn xò con bò nhỉ. Ui xịn đi. Thỏ luôn đấy các bạn ơi. Thỏ này. Xịn xò nhá. Đấy thỏ con đấy các bạn. Những con thỏ lon mới được con thỏ mẹ nó để ra đây các bạn. Đấy con thỏ thì nó nhỏ thì nó có hình hài như vậy các bạn ạ. Đấy thỏ mới được để ra thì nó có hình hài như vậy các bạn. Rất là đẹp luôn này. Ok. Và bây giờ chúng ta cùng bắt những con thỏ này mang về nhà các bạn, mang về. Rồi sau khi những con thỏ nó lớn mình sẽ quay lại cho các bạn xem nhá. Đấy, một ổ có mấy con liền các bạn ơi, 6-7 con liền. Ok bạn ơi, sau khoảng 3-4 tuần thì thỏ đã lớn được như vậy rồi các bạn. Đấy, nó đang ăn cỏ nhỉ. Đấy, thỏ nó ngoài ăn cái củ cà rốt ra thì nó rất là thích ăn cỏ nha các bạn. Đây con thỏ đây này, đẹp không? Con thỏ này có rất là nhiều màu này. Ấy, kia. Ôi, xịn nha. Đấy bạn ơi, đấy, con thỏ đấy, hơi bị đẹp luôn à. Có cái màu trắng, màu đen này, con thỏ này có hai màu đen đây này. Xịn luôn này. Ok, bây giờ mình sẽ cho thỏ vào cái
cái giá cái rổ này cho nó ăn cho các bạn xem nhá. Đấy, thỏ đấy các bạn, đang ăn cỏ nha, đang ăn rau cỏ đấy các bạn ơi, ba con nha, xịn không, chiêu bùng chiêu bùng. Các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh nhá, nhớ like video nữa nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ cho thỏ ăn nha, các bạn cùng quan sát nhá. Đấy, đang ăn đấy các bạn, hơi đẹp ấy. Ok, rồi rồi, ăn đi ăn đi, ăn nhiều vào. Rồi, ok á, ăn kìa. Ồ, xem ra mấy con bé thỏ này rất là hồn nhiên như cô tiên luôn, đang ăn rau cỏ đấy các bạn. Ơi, xịn không, dễ thương không, đáng yêu không, cute không. Ok, và bây giờ chúng ta cùng đi kiếm thú cưng đấy nhé các bạn ơi, bởi video ngày hôm nay mình sẽ đi tìm kiếm rất là nhiều thú cưng cho các bạn xem nhỉ. Ok, đấy thỏ đấy, ấy xịn không, xịn sò đấy các bạn. Ôi, đang ăn cỏ ấy nhá. Ok, lát nữa mình sẽ đi tìm chuột này, đi tìm hamster cho các bạn xem sau nhỉ. Đấy, đang ăn cỏ ấy, xịn không, đáng yêu không, ui giời, ăn rất là ngon luôn này, dễ thương không. Đấy, thỏ nó rất là nhanh lớn các bạn ha. Ok, và bây giờ chúng ta cùng đi tìm chuột nha các bạn ơi. Ok, lết chuột thuộc loài chuột lang nha các bạn. Chuột lang này, này có rất là nhiều màu nha. Đấy, đẹp không, hơi đáng yêu các bạn. Ok, đấy, chuột lang đang ăn củ cà rốt các bạn ha. Đấy, chuột lang nó ăn rất là đa dạng các bạn ha, ăn rau cỏ củ quả các kiểu luôn. Đấy, con chuột đây là hai con chuột nha, một con chuột đực với một con chuột cái nha. À, chúng nó chuẩn bị sinh sản ra rất là nhiều những con chuột con đấy các bạn. Đấy, chuột lang nhá, chuột lang thuộc loài chuột cảnh nên là chuột lang nó có rất là nhiều màu sắc các bạn ơi, nó ăn củ cải ven cà rốt các bạn ơi, nó ăn đa dạng lắm nhá. Ok, và bây giờ chúng ta cùng đi tìm thỏ tiếp nhá các bạn ơi. Rồi, let's go bạn ơi, la đi bắt cá tiếp nào các bạn ơi. Đấy, cá này các bạn, con cá này có cái màu đỏ luôn nhá. Oh my god, đẹp lên này, con cá này con cá chép nhá. Ui hù xịn đi, có cái bụng tròn tròn này, đẹp đấy, có cái màu đỏ rực rỡ đấy. Cá chép đây các bạn, ồ to đấy. Đấy các bạn ơi, mình bắt một thêm một con cá chép rồi nhá. Mình đang múc thêm một chút nước vào cho cái thùng đựng cá này các bạn ơi, mình sẽ đi men theo cái mương thoát nước để bắt cá tiếp nhá các bạn. Ở đây cá này, đấy, con cá này là con cá gì đây, ồ đẹp quá đây này. Ok à, hịn hò đấy. Oh my god, con cá này có cái màu đỏ nhá, con cá này con cá ba đuôi nhá các bạn. Đấy, cái ngoài cá ba đuôi cùng thuộc ngoài cá cảnh nhá các bạn ơi, có cái ba đuôi tròn tròn này, đẹp lắm. Đấy, xịn xò luôn đấy các bạn ơi. Mình bắt thêm được hai con cá nữa rồi nha. Bên trên cái mương thoát nước thì vẫn còn cá nhá. Đây con cá này, con cá chép. Con cá chép phụng đuôi dài nha các bạn, nó thuộc loài cá chép phụng nha. Cá chép phụng đuôi dài ấy, đẹp ấy, có cái màu vàng này, xịn xò luôn. Ok con dê. Đấy, các bạn ơi, mình bắt được nhiều cá lắm rồi nha. Thêm ba con cá nữa rồi đây này. Ôi giời, xịn lắm các bạn. Đây, ba con cá rồi nha. Ok, đây còn ba con cá to đùng lên này. Ok à, ba con cá này. Ui giời ơi, bự nha bự nha. Oh my god, con cá này là con cá coi bướm nhá, cá coi bướm đấy các bạn, đẹp không, cá coi bướm đẹp thế nhờ, có cái màu trắng đây này. Ui dồi ui, rồi 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 đấy, ui đẹp quá. Đây con cá coi bướm đây này, hai con nữa nhá, hai con cá coi bướm nó có cái màu vàng đây này. Ôi trời ơi xịn đi. Đấy, cá coi bướm có cái màu vàng nhá, đấy có cái bụng tròn tròn luôn. Đây con cá coi bướm có cái màu cam, một cam mới củ cà rốt với cái bạn thỏ dưới cân đây này. Ô đẹp nhờ, cá coi bướm nữa đây. Ô kìa, bên trên cái mương thoát nước thì vẫn còn cá nhé các bạn. Đây con cá gì đây, con cá này con cá chim này, cá chim đẹp lắm các bạn, cá chim này, ui trời ơi, ok à, ôi khỏe đấy, nó bơi rất là giỏi đấy. Ô đây các bạn, cá chim nhá, cá chim thuộc loài cá lức ngọt nha các bạn ơi. Đấy, xịn xò luôn. Ok, đấy các bạn ơi, mình bắt được một thùng cá rồi đi này. Đấy, vẫn còn cá nhá, bên trên cái mương này vẫn còn cá đi này. Con cá này là con cá gì đấy nhỏ, con cá này đẹp đây này, con cá này là con cá chép, con cá chép lai coi nha. Cái loài cá chép lai coi thường nó sẽ có thân hình rất là dài như vậy nhá, đẹp quá đây này. Đấy, ôi xịn luôn. Đây con cá, con cá gáy này các bạn này, cá gáy thuộc họ nhà cá chép, mà con cá này nó có cái màu xanh quân đội luôn này, bự nhá. Ô xịn xò luôn, to không nào. Đấy, to lớn nhá. Ui ui, mình bắt được thêm một cái thùng cá đầy nữa rồi này các bạn, một cái thùng cá đầy nữa rồi đi này. Ok, và bây giờ mình sẽ đi men theo cái mương thoát nước để đi bắt cá tiếp nha các bạn ơi. Ok, let's go nào. Đây các bạn ơi, hôm nay mình bắt được thêm một thùng cá đầy tràn nữa rồi này, rất là nhiều những loài cá luôn nha. Ok, mình sẽ đậy cái nắp thùng này rồi mình sẽ đem những con cá này mang về nhá, rồi mình sẽ đi bắt cá tiếp nha các bạn ơi. Ok, nên đây cá này, cá đây, hai con liền nha, ba con liền nha. Ui tuần này to thế, còn nhiều cá lắm các bạn ơi. Thì ui rồi, ui nó bự này, một ổ liền nhá, 1, 2, 3, 4, 5 con nữa kìa. Ôi rồi ôi, 1, 2, 3, 4 con, 5 con nhá. Cá đây các bạn ơi, nhiều lắm, rất là nhiều những con cá đẹp nhá. Đây này, to lớn đây này. Ui dồi ui,
con cá này, con cá coi bướm nữa đây này. Đấy, bùi có cái màu cam nhá, xịn xò luôn. Đấy, ok. Ok, con dê nó cho vào đây này. Đấy, mình bắt được nhiều cá lắm rồi các bạn. Hai con cá coi bướm rồi nha. Đây còn ba con nữa đây này các bạn này. Ba con cá nữa đây này. Ui, con cá này có cái màu vàng này, to không? Ui, cái bụng tròn xoe luôn. Đấy, xịn luôn. Đấy, các bạn ơi, mình bắt được nhiều cá lắm rồi. Một thùng cá nữa rồi đây này các bạn này. Vẫn còn đầy cá luôn các bạn ơi. Đây, con cá này là con cá coi bướm có cái màu đỏ đây này. Ui, một thùng cá đây nó rồi. Rất là nhiều những con cá coi bướm nữa các bạn. Cá coi bướm thường nó sẽ có cái đuôi rất là dài như vậy các bạn. Cho nên thường gọi là cá coi bướm nhá. Đây còn con, đây còn con cá nữa đây này. Hai con cá nữa, ui dồi. Ui xịn nhá. Một con cá màu trắng với một con cá màu vàng nữa nhỉ. Đây con cá coi bướm này đẹp quá đây này. Ok à, xịn đi. Ôi ơi, oh my god, rất khỏe các bạn ơi. Nó rất là khỏe luôn. Ok, đây đây đây. Ui dồi, nó bự nhá. Rồi rồi rồi. Đấy, ok à. Còn nhiều nhá. Đây còn con nữa đây này. Con cá này bự nhá. Đấy, con cá coi bướm nữa đây này. Đấy, ui dồi ui. Ui dồi, mình bắt được một chậu. Một chậu cá đầy nữa rồi đây các bạn này. Đấy, đây các bạn này, cá này. Bắt cái con cá nhỏ nhá. Con cá bé bé này là con cá cò nhá. Cá cò xưa đây. Cá cò hay thường gọi là cá lia thia đây các bạn. Đẹp nhỉ, còn nhiều cá lắm các bạn ơi. Đây còn con đây này. Ô, con nhiều nhá. Còn nhiều lắm các bạn. Đấy, cá cò đẹp như kiểu cá beta luôn. Ok, đây vẫn còn hai con nữa đây này. Còn nhiều lắm các bạn ơi. Đấy, hai con đây, ba con đây này, bốn con đây, ôi nhiều. Cá cò đấy còn một ổ liền đây này. Xịn xò luôn. Đấy, ba con nữa nha. Ấy, cá cò, cá sặc đấy các bạn. Cá sặc ấy, đẹp đấy. Ok à, còn nhiều lắm các bạn ơi. Ở cái mương thoát nước này rất là nhiều những con cá cò nó bị mắc cạn đấy nhỉ. Ở đây mới có một con đây này. Ủa, có một ổ nữa các bạn ơi. Có một ổ cá cò nữa đây này. Ôi giời ơi, xịn xò luôn. Đấy, cá cò đấy. Cá cò thì nó đẹp như kiểu cá beta luôn các bạn. Đẹp như kiểu cá beta, cá cảnh ấy. Còn nhiều lắm các bạn ơi. Đấy, còn 4-5 con đây này. Còn rất là nhiều luôn nhá. Ok. Ok, con dê luôn. Đây còn hơi bị nhiều luôn. Còn một ổ lên các bạn ơi. Một ổ thì nó có mấy chục con liền các bạn nhỉ. Mấy chục con liền ấy. Ok. Đấy, thăm ngàn bắt cá cò nhá. Ok, con dê luôn. Rồi, mình sẽ đi men theo cái mương thoát nước. Ủa, vẫn còn này các bạn ơi. Vẫn còn cá cò đây này. Đây còn 2-3 con đây này. Đấy, 2-3 con cá cò nữa nhá. Ok. Đấy, đẹp không nào? Xịn xò luôn. Ok. Đấy, đi men theo cái mương thoát nước để bắt cá. Con cá gì đây? Ô, con cá này, con cá 2-3 con liền nhá. Ở đây con cá rô này. Rồi rồi, đây cá rô các bạn. Cá rô thuộc loài cá tạp, sinh sống ngoài ruộng đồng các bạn nhá. Đấy, xịn luôn. Đây còn con cá rô đây này. Đấy, cá rô đấy, cá rô đồng các bạn nhá. Ok. Còn nhiều lắm các bạn ơi. Còn rất là nhiều những con cá rô nữa nhá. Đây còn con cá chuối nữa. Ok à, 2 con cá chuối này. Ok. Ô ô ô ô. Cá chuối đấy các bạn, cá chuối. Đấy, cá lóc vây xanh nhá, cá chuối thường gọi là cá lóc đấy các bạn. Cá lóc đồng vây xanh nhá. Ai là đẹp đấy. Ok. Xịn lớn. Đấy. Ok, còn nhiều lắm các bạn ơi, còn nhiều cá lắm nhá. Còn rất là nhiều những loài cá luôn, đây còn con cá chuối nữa đây này. À, giờ xịn xò luôn. Ok, và bây giờ mình sẽ đi bắt cá luôn nha các bạn ơi. Đi bắt cá luôn nào các bạn ơi. Let's go nào. Ok. Đấy, nào đi nào. Đây cá chê này các bạn. Hai con cá chê này nhá. Cá chê đấy, cá chê vàng luôn nhá. Đây đây đây, cá chê này. Cá chê thuộc bộ cá da trơn nhá các bạn. Đây con cá chê này có cái màu vàng luôn nhá. Ai là xịn nè. Ok, cá chê vàng luôn nhá các bạn. Ok luôn. Đấy. Mình cho nó vào cái thùng đựng cá này nhá. Đây mình bắt được con cá rô phi rồi đây này. Đấy. Cá rô phi rồi nhá. Ok, ở đây có gì đấy, gì đấy, ếch kìa, ếch kìa, ếch nha các bạn. Hai con ếch liền nha. Ok à, hai cái bạn ếch liền nha. Ô, cá nó đi này. Còn nhiều cá lắm nha các bạn. Ếch nó đi này. Oh my god, xịn xò đây này. Ôi, xịn này, con tong tong đấy. Ếch ấy, ôi đẹp nhờ. Con ếch này, còn nhiều cá với ếch lắm các bạn này. Đây còn ếch nữa nhá. Ôi rồi. Ok, đấy, xịn xò luôn, cho vào cái thùng này. Đấy, ok, vẫn còn ếch nha các bạn. Ở đây còn con ếch nó đi này. Ơi, con ếch này. Ok à. Hoàng tử ếch này. Ôi giời. Đấy, hoàng tử ếch nhá. Ok, ok con dê luôn. À, các bạn ơi, hôm nay mình bắt được rất là nhiều các con vật rồi các bạn. Ếch này với lại cá chê này. Ở cái hố nước này vẫn còn cá nha các bạn. Đây có 1-2-3 con cá đây này. Ok, cá gì đây, để mình xem thuộc loài cá gì nào, đẹp đấy. Con cá này là con cá chép nhá. Con cá chép thụng đuôi dài nhá. À, có cái màu cam cam này đẹp quá đây này. Đấy, xịn không nào? Ok. Cá chép phụng đuôi dài nha các bạn. Đấy, xịn xò luôn. Ok. Ở cái hố nước này vẫn còn cá nha các bạn. Đây còn con cá. Con cá coi này. Con cá coi này có cái màu trắng này.
Đấy, cá koi có cái màu trắng đấy các bạn, đẹp không? Xịn sò luôn. Đấy, ok, cá koi mà có cái màu trắng ngọc trai luôn. Rất xịn luôn các bạn. Còn cá nhá các bạn ơi, đây này còn hai con cá nữa nhá. Đây con cá này, con cá chép phụng đuôi dài có cái màu vàng nữa nhá. À đẹp đấy. Ok. Đây con cá gì đây? Con cá này là con cá koi này các bạn này, con cá koi này có cái màu cam cam lên này. Ok, hôm nay mình bắt được rất là nhiều cá rồi các bạn. Đấy con cá ba đuôi này. Ok. Đấy, nhiều cá không các bạn ơi? Ở đây con cá gì đây? Ui dồi ôi, mình phát hiện ra có một cái ổ cá nữa các bạn ơi. Hai con cá chuối nhá. Hai con cá chuối, cá lóc các bạn ơi. Để hai con cá nhá. Ấy à, hai cái bạn cá này đang làm gì ở đây đây? Đang định phối hợp để sinh sản hay sao ấy. Ok, đây các bạn, cá chuối đi. Cá chuối đồng nhá các bạn, cá chuối đồng ấy. Đấy, một con này. Đào lại nè. Ok, ơi xin không? Mình bắt thêm một con cá chuối nhá, đây còn con đấy này. Ok. Ở đây còn con cá chuối đây này. Rồi. Ai khỏe thế? Rồi. Đấy, cá chuối đấy các bạn. Xịn xò không? Ok, đấy, cho vào đây này. Ở đây con cá gì đây? Các bạn ơi, đây hai con cá cờ đây này. Đấy, mình bắt thêm hai con cá cờ nữa rồi nhỉ. Cho vào đây. Đấy. Các bạn ơi, hôm nay mình bắt được rất là nhiều cá rồi các bạn, rất là nhiều những con cá cờ này, cá chuối này. Hai con cá cờ liền nhá. Ở cái mương thoát nước này có rất là nhiều những con cá bị mắc cạn nhá các bạn. Đây còn con cá chê đây này. Con cá chê này có cái màu vàng đây này. Bơi giỏi thế. Rồi, to kìa. Ô kìa. Ô bơi. Ô xịn đi. Rồi, cá chê đấy các bạn. Bơi kìa. Rồi. Bơi giỏi thế nhỏ. Ô kìa, bơi. Cá chê vàng đấy các bạn ơi. Cá chê thuộc bộ cá da trơn được ngoại lai từ Indonesia các bạn ơi. Đấy, ok. Còn nhiều cá lắm nhá các bạn. Ở cái mương thoát nước thì vẫn còn cá nhá. Rồi, đây mình phát hiện ra có con gì đây. Rồi. Tới công chuyện rồi các bạn ơi. Bên trên cái mương nước này mình phát hiện ra có một con ếch đây này. Ôi con ếch này. Ôi giời ơi, hoàng tử ếch đây này. Ôi đẹp đây này. Ai nhá. Ồ con ếch nhá. Ồ, con ếch này có cái mai màu, có cái da ếch màu xanh xanh này, đẹp ấy. Ôi xịn xò luôn. Ok. Ôi các bạn ơi, hôm nay mình bắt được rất là nhiều ếch rồi các bạn. Ok, cho vào đây. Ok. Dạ các bạn ơi, ở cái mương thoát nước này vẫn còn nhá. Vẫn còn ếch nha các bạn. Đây còn gì? Ốc đây. Hai con ốc liền nhá. Hai con ốc bưu nha các bạn. Mình sẽ đi men theo cái mương thoát nước để bắt ếch tiếp nha các bạn ơi. Ok. Đấy. Cá chê đó này các bạn này. Cá chim nữa kìa. Úi dồi ôi, xịn xò luôn. Ok, đây con cá chim này các bạn này. Cá chim này. Ôi dồi ôi, cá chim này. Con cá chim này có cái size nhỏ nhỏ bơi giỏi thật ấy. Đây, đẹp không? Ôi xịn luôn. Đây cá chim nhá. Cá chim thuộc loài cá nước ngọt nha. Con cá chim này đẹp quá đây này. Đấy, úi xịn luôn. Cá chim đẹp nhở, đẹp như kiểu cá sống ngoài biển khơi luôn ý. Ok, cho đây này. Đấy, đây còn con cá chê này các bạn. Cá chê, con cá chê này có cái màu vàng đây này. À đẹp đây. Đấy, cá chê đấy các bạn, cá chê vàng nhở. Ok, ở đây mình phát hiện ra có một con cá chim đây này. Con cá chim này đẹp đây này. Ồ, xịn nhở, cá chim ý. Hai con cá chim này nhờ, hôm nay mình bắt được rất là nhiều cá chim các bạn nhở. Đấy, cá chim đây này. Ôi, xịn xò luôn. Ấy con ếch này nhảy ra ngoài này, con ếch khỏe thế. Con ếch ấy hoàng tử ếch.